cấn cao ngã mạn là giả, ý niệm đố kỵ cũng là giả, tham sân si cũng là giả. Chẳng có gì là chân, vì sao không buông bỏ đi? Buông bỏ thì niệm Phật có phần nắm chắc. Buông bỏ phẩm vị rất cao. Tam bội cửu phẩm giảng sanh. Thiện Đạo Đại Sư nói rất hay. Tổng tại ngộ duyên bất đồng. Ngoài ra, không có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Bạc địa phàm phu, nếu ngộ duyên thù thắng, thì có thể trong một đời này sẽ sanh về thật báo độ, thượng phẩm thượng sanh. Không khác gì Đức Phật Thích Ca và Lục Tổ Huệ Năng. Sanh về thật báo Trang Nghiêm Độ ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thượng thượng phẩm giảng sanh. Không buông bỏ được là vì sao? Vì không thật sự hiểu. Làm sao đây? Đọc nhiều kinh, nghe nhiều kinh. Nếu thật sự học được chiều tu hành này của bậc cổ nhân, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, thì quý vị sẽ thành tựu. Cho nên người chân thật niệm Phật không phải làm giả đâu nha. Cái cần buông bỏ phải buông bỏ hết. Cái không nên buông bỏ phải giữ cho kiên cố. Pháp môn này dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Chấp là chấp trước, trì là bảo trì, cũng có nghĩa là chấp trì một thứ, lục tự hồng danh. Thì chắc chắn quý vị đắc sanh tịnh độ. Trong tâm có Phật, tâm ức niệm, khẩu xưng danh, thân lệ kính, tâm cung kính không được gián đoạn. Chúng ta không đối diện với tượng Phật, vậy tâm cung kính còn hay mất? Vẫn còn. Làm sao có thể sanh khởi? Quý vị không biết. Nếu quý vị thật sự biết, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Họ là vị Phật nào vậy? Chúng ta niệm Phật A-di-đà thì họ chính là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở ngay trước mặt quý vị. Phật A-di-đà ở ngay cạnh quý vị, ở xung quanh quý vị. Tất cả chúng sanh không có ai chẳng phải là Phật A-di-đà. Một là tất cả là một. Đây là chân tướng sự thật. Nếu quý vị hỏi là đạo lý gì vậy? Trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phật A-di-đà cũng là một pháp. Ngài cũng từ tâm tưởng sanh. Nếu thật sự hiểu được, tất cả chúng sanh, tất cả người, tất cả động vật, tất cả thực vật, hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa,
tất cả đều là báo thân của Đức Phật A Di Đà. Quý vị khẳng định nhận biết thì sẽ chứng được báo thân. Báo thân của Đức Phật A Di Đà, một nguyện lễ kính chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền là quý vị viên mãn. Nếu quý vị còn phân biệt đây là Phật A Di Đà còn đó không phải, thì nguyện này của quý vị không được viên mãn. Một là tất cả, tất cả là một, là đại viên mãn. Tôi không tu Tịnh Độ, tôi tu pháp môn khác, có thể được giảng sanh chăng? Được. Pháp môn Tịnh Độ rất lớn. Trong Tam Bối Giảng Sanh, đoạn cuối cùng nói về người tu Đại Thừa. Câu này rất quan trọng. Người tu theo Tiểu Thừa không thể giảng sanh, không phù hợp với điều kiện của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở đó là Đại Thừa, chứ chẳng phải Tiểu Thừa. Người học Tiểu Thừa không thể giảng sanh. Thế nào là Tiểu Thừa? Chỉ cầu tự lợi, không nghĩ đến việc lợi tha, đó là Tiểu Thừa. Đại Thừa là tâm Đại Thừa, nghĩ đến mình, đồng thời cũng nghĩ đến tất cả chúng sanh, đó là Đại Thừa. Tôi muốn thành tựu mình, đồng thời cũng muốn thành tựu tất cả chúng sanh. Nhất đa không trở ngại, hà tất phải đố kỵ. Đối với người mà quý vị đố kỵ đó, phương hại không lực. Họ niệm Phật vẫn có thể được giảng sanh, nhưng bản thân quý vị thì không được giảng sanh. Sự tổn hại này quá lớn. Nếu quý vị là người hiểu biết, sửa đố kỵ thành tán thán, tùy hỷ công đức, thì quý vị là người rất giỏi. Bản thân quý vị tu tập, người khác tu tập đều có một phần công đức trong sự tu trì của quý vị. Vì sao vậy? Vì tùy hỷ công đức. Chúng ta học đoạn này, môn này gọi là nhất đa tương dung bất đồng môn. Đại sớ là Kinh Hoa Nghiêm, là sớ sau của Thanh Lương Đại Sư. Ngài dùng một ví dụ, ví như một căn phòng. Căn phòng này có 1000 ngọn đèn. Căn phòng này tương đối lớn, giống như cung điện vậy. Lần này tôi đi tham vấn La Mã. Ngày xưa cũng đã từng đến tham vấn qua, nhưng không có ấn tượng gì mấy. Lần đi này ấn tượng rất sâu sắc, đặc biệt đến xem thần điện của La Mã cổ. Một căn phòng ngang ngọn đèn, chẳng phải giả, là quá thật đấy. Quang quang tương thiệt, ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều chiếu khắp đại điện. Trong một ngọn đèn có ánh sáng của nhiều ngọn đèn. Đây là tương dung, nhất trung hữu đa, đa trung hữu nhất. Nhưng mỗi ngọn đèn vẫn là mỗi ngọn đèn, đèn không hề hỗn hợp.
Nhất đa chi tướng bất thực, là bất đồng. Trong đồng có bất đồng, trong bất đồng có đồng. Đồng và bất đồng là một chẳng phải hai. Nếu như quý vị lãnh hội được chân tướng này, chúng ta xem qua phần giải thích một chút. Hoa Nghiêm Lô Giá Na Phật: Phẩm dân, dĩ nhất quốc độ mãn thập phương, thập phương nhập nhất diệt vô dư, thế giới bổn tướng diệt vô hoại, vô tỷ công đức cố năng nhị. Nhất Phật quốc, Kinh Hoa Nghiêm muốn ám chỉ thế giới Hoa Tạng của Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Chỗ chúng ta ngày nay đang ở đây là thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở phương Tây của thế giới Ta Bà có một thế giới là thế giới Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Trong thế giới Hoa Tạng có Ta Bà chăng? Có. Có Cực Lạc chăng? Có. Vì sao vậy? Bởi là nhất đa tương dung bất đồng môn, thì sao không có? Trong sát độ của mười phương tất cả chư Phật, một Phật sát cũng giống như một ngọn đèn vậy. Vũ trụ này được ví như một căn phòng, không chỉ ngang ngọn đèn, mà vô lượng, vô biên, vô số, vô tận sát độ của chư Phật đều ở thế giới Hoa Tạng. Chúng ta đã ở thế giới Hoa Tạng từ lâu rồi. Đúng vậy, bản thân mình ngu mê bất giác. Vì ở trong sát độ của chư Phật chẳng có không gian. Không có không gian thì không có cự ly. Ở đâu vậy? Chính ngay đây. Không có thời gian thì chẳng có trước sau. Ngày nay chúng tôi nói những lời này, những người thường cùng nhau học tập Kinh Hoa Nghiêm thì không sao, thì quý vị sẽ có một khái niệm rất rõ ràng. Một là tất cả là một. Một và tất cả không hai. Đây là sự thật, chẳng phải giả đâu. Khẳng định vũ trụ và chính mình là một thể. Từ bi trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Nếu quý vị không có sự nhận biết này thì tâm từ bi chẳng thể sanh khởi. Nếu quý vị nhận biết cha mẹ là người thân của mình, con cái là người thân, đối với họ có thể sanh khởi tâm từ bi. Nếu quý vị thật sự hiểu được Kinh Hoa Nghiêm thì ngày này chúng ta sống trên quả địa cầu này, một bông hoa, một cọng cỏ, cây cối, hoa cỏ trên địa cầu này cùng với mình là một thể, còn thân hơn cha mẹ con cái nữa. Chẳng những cùng hoa cỏ cây cối, mà cùng sơn hà đại địa, cùng với hiện tượng tự nhiên, đều là một thể. Ái tâm biện pháp giới
thiện y mạng nhân gian. Đó là gì? Đó là từ tự tánh lưu xuất ra. Pháp nhĩ như thị, nó vốn là như vậy mà. Hiểu rõ thì nó lưu xuất. Phật là gì? Phật là một người hiểu rõ. Quý vị hiểu rõ thì quý vị thành Phật. Ngày nay chúng ta hiểu, nhưng tập khi phiền não vẫn còn, vẫn chưa buông bỏ được. Thiên Thai Đại Sư nói là Phật. Thiên Thai Đại Sư nói Phật có 6 loại. Quý vị thuộc loại nào? Quán hành tức Phật. Bây giờ quý vị đang đi trên con đường thành Phật. Tuy chưa đến đích, nhưng quý vị đi trên con đường chánh đạo, con đường thành Phật. Vậy còn một bước chưa đi tới. Một bước chưa đi tới là danh tự tức Phật. Tất cả đều nói về quá trình học tập. Đứng về lý mà nói thì quý vị vốn là Phật, không sai chút nào. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, chính là nghĩa này. Đây là điều những bộ kinh khác không có. Tình là hữu tình chúng, chúng ta thường nói là động vật. Tình giữ vô tình là thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên. Đồng viên chủng trí. Đây là thực tướng của các pháp. Nếu như chúng ta không học Hoa Nghiêm một thời gian dài như thế, thì những lời này chúng ta nghe không hiểu. Nghe rồi sẽ phiền não, sẽ có ý kiến. Hơn 4.000 tiếng học tập đấy, cho nên bây giờ chúng ta nghe hiểu được, nghe rất hoan hỷ. Tuy biết mình chưa làm được, nhưng cũng sanh tâm hoan hỷ. Trước mắt điều quan trọng nhất, làm thế nào để ta nhập được cảnh giới này? Đức Phật dạy chúng ta nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Trường là bao lâu? Nếu quý vị thật tu, thật sự nghe lời, bình thường mà nói 3 năm là đủ, thì nhập được cảnh giới này. Nếu như còn một chút giải đãi, còn một chút tập khí, thì 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, chẳng có ai không thành tựu. Học Phật cần nên nắm chắc không buông. Biết được trong mọi thế giới đều có thế giới ta bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đều có quả địa cầu này. Đến bất kỳ quả địa cầu nào cũng có thể tìm thấy chúng ta. Thân của chúng ta không biết có bao nhiêu. Thật sự giống như kính vạn hoa xuất sanh vô tận vậy. Nghe không hiểu chẳng nên hỏi. Đức Phật không nói dối. Quý vị tin được, đó là thiện căn. Quý vị không muốn nghiên cứu nó, tôi tin, tôi chẳng cần phải nghiên cứu, không cần nói đạo lý gì hết. Thế thì quý vị có trí huệ đây. Trí huệ gì vậy? Đây gọi là căn bản trí.
Bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Phương pháp tu học như vậy chắc chắn phiền não ít, trí huệ nhiều, phiền não càng ngày càng ít, vọng tưởng phân biệt chấp trước ngày càng ít, tâm càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng sanh trí huệ, thì người đó sao không có trí huệ được? Nếu quý vị muốn tìm nguyên nhân vì sao có hiện tượng này, sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói như vậy? Điều này rất đáng sợ. Đáng sợ điều gì? Đáng sợ là đời này quý vị không thể thành tựu được, đời sau tiếp tục phải làm tiếp. Chúng ta có lý do để tin tưởng quý vị cùng nhau học tập nơi đây. Ngày nay có TV, có Internet, hoan hỷ đến học tập. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã tu thành thiện căn phước báo nhân duyên. Nhưng vì sao hiện tại đây tu tập nhiều như thế mà chưa được giảng sanh, chưa được thành tựu? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, không buông bỏ được tình chấp. Thứ hai là sở tri chứng, không buông bỏ được nghiên cứu, luôn luôn đánh dấu hỏi cho đến cùng, cho rằng mình biết rồi, không sai. Quý vị biết, đó là thường thức. Người thời nay gọi là Phật học. Vì quý vị không học Phật, cho nên chẳng có phần ở Tây Phương tịnh độ. Học Phật thì có phần. Chúng ta cần chân thật học Phật, chẳng nên tiểu hiểu về Phật học. Đối với tất cả pháp mà Đức Thế Tôn nói, từng câu từng chữ đều từ tự tánh lưu xuất ra. Ta thâm tín bất nghi. Người này có phước, người này có định. Định là phước. Định lâu rồi, những tập khí phiền não không cần buông bỏ thì tự nhiên nó cũng biến mất. Quý vị ở trong định, tự nhiên những thứ này không còn. Cửa giác ngộ mở ra. Kiếp đây, trong thế gian này không mở được cửa giác ngộ. Khi giảng sanh về thế giới cực lạc, chắc chắn cửa giác ngộ sẽ mở ra, đại triệt đại ngộ. Đây đều là chân tướng sự thật. Cho nên, tướng của mỗi người đều độc lập riêng, chẳng hề hỗn hợp một chỗ. Giống như trong chánh điện có ngàn ngọn đèn, ánh sáng của mỗi một ngọn đèn đều chiếu khắp cả chánh điện. Đây gọi là tương dung. Mỗi ngọn đèn đều độc lập riêng. Quý vị tắt đèn đi, ánh sáng của nó không còn nữa. Ánh sáng của nó không tương dung với ánh sáng của những ngọn đèn khác. Thấp ngọn đèn trở lên thì nó lại tương dung. Đa không trở ngại sự tồn tại của nhất, nhất không trở ngại sự tồn tại của đa. Vì sao vậy? Vì nhất hay đa đều là giả, đều không có thật. Nếu là thật chắc chắn có sự trở ngại. Nó không có thật. Làm sao biết được nó không có thật? Quý vị đã học qua Hoàng Nguyên Quán thì chẳng phải rõ ràng rồi sao? Trong Hoàng Nguyên Quán nói cho chúng ta biết, nói rất rõ ràng. Từ nhất thể,
Danh từ trong kinh là hiển nhất thể, khởi nhị dụng. Thể là chân, vĩnh hằng bất biến, thanh tịnh bình đẳng. Đại sư Huệ Năng thật sự khai ngộ, chẳng phải là khai giả. Ngài thấy tánh, tánh là thế nào? Ngài nói rất hay, nói cho chúng ta biết, chân tánh là thanh tịnh, chân tánh là vĩnh hằng bất biến. Chân tánh là viên mãn đầy đủ. Khi nó không hiển hiện, khi nó không hiện tướng, nhưng tự tánh có đầy đủ tất cả pháp. Tự tánh vốn là định, vốn không dao động, chính là tự tánh bổn định. Câu cuối cùng là năng sanh vạn pháp, không có gì hết, nhưng có thể hiện thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Đây là khái niệm vô cùng quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Đề cập đến thật báo trang nghiêm độ của chư Phật, bản thân mình phải biết chúng ta và nó là một thể, chúng ta có phần. Trong Pháp Đại Thừa, mỗi câu mỗi chữ đều nói về chính mình. Nói về người là nói về mình, nói về mình thì người khác cũng có phần. Nhất đa bất nhị, nhất đa tương dung. Đa không trở ngại sự tồn tại của nhất, nhất cũng không trở ngại sự tương dung của đa. Pháp giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây là chân tướng sự thật. Khế nhập vào chân tướng sự thật này, quý vị thử nghĩ xem. Thật hiếm có, quý vị ở nơi đây cùng nhau tu Lục Hòa Kính. Lục Hòa Kính là tánh đức, ai ai cũng có. Mê thì không hòa, giác ngộ rồi tự nhiên sẽ hòa. Người giác ngộ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sao chẳng hòa? Cùng với chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát không hai không khác. Ở trong cung điện biến pháp giới hư không giới, Đức Phật phóng hào quang, mọi người phóng hào quang, bản thân mình cũng phóng hào quang. Quý vị không phóng hào quang thì làm sao quý vị tồn tại được? Hào quang này nhà khoa học gọi là ba động. Vì sao gọi là ba động? Bởi nó thật sự có hào quang. Vì sao? Vì thể của nó là thường tịch quang, thì sao không có hào quang được? Hào quang từ đâu mà có? Từ thường tịch quang. Trong tự tánh vốn có đầy đủ. Cho nên các nhà lượng tử lực học gọi ba động cực kỳ di tế, đó là quang tử. Nó có hình tướng, mắt thường nhìn thấy được. Nhìn thấy được đó là gì? Nhìn thấy được đó là vật chất. Nhưng quý vị cần nên biết, ba động cực kỳ di tế đó, năng lượng trong tiểu quang này là viên mãn, đều hàm chứa trong quang tử cực kỳ di tế đó.
thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta thật sự thực hành được lục hòa kính rồi. Kỳ thật, ở trong đạo tràng của chúng ta so ra dễ tu tập hơn, bởi mọi người đều nhận biết rõ ràng. Đồng một thể, tự tánh thanh tịnh viên minh. Điều thứ nhất trong thập quyền môn nói, đồng thời cụ túc tương ưng môn, vì nó là một sinh mạng thể cộng đồng, cho nên đồng thời cụ túc tương ưng môn. Môn này là tổng tướng. Kế đến là quảng hiệp tự tại vô ngại môn, nhất đa tương dung bất đồng môn. Đây là biệt tượng nhất Phật sát mãn thập phương. Ở đây nói về ba đồng, trong Hoàng Nguyên Quán cho chúng ta biết, nói về khởi nhị dụng. Từ một thể khởi nhị dụng, trong nhị dụng chánh báo là mình, y báo là hoàn cảnh. Đây gọi là nhị dụng. Bất luận là chánh báo hay y báo đều đang chấn động. Không chấn động thì chẳng còn hiện tượng, là quay về thường tịch quan. Chấn động này chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hiện tượng động đầu tiên của nó là châu biển pháp giới. Các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thể tìm thấy được, vì tốc độ của ba động này quá nhanh. Nên nhớ là châu biển pháp giới. Vừa động là châu biển pháp giới. Tâm của chúng ta phải tốt, một niệm bất thiện cũng châu biển pháp giới. Đừng tưởng rằng người khác không biết, người biết được nhiều vô số. Chẳng có ai là không biết. Cho nên không thể có ý niệm bất thiện, không thể có ngôn từ bất thiện. Mình phải nghiêm chỉnh tu tập. Nhìn thấy người khác bất thiện, đừng để trong lòng, không nên phê bình, không nên để trên miệng. Vì sao vậy? Bởi duy trì tâm thanh tịnh của mình. Nếu để trong lòng thì tâm của vị sẽ không thanh tịnh, sẽ biến thành thùng rác chứa những điều bất thiện. Quý vị có muốn như vậy không? Đem tâm thanh tịnh của mình làm thùng rác của người khác, suốt ngày làm phiền người khác, tìm lỗi người khác, vừa động niệm vừa mở miệng là bỏ vào đó hết. Chứa đựng quá nhiều. Chứa đựng quá đầy rồi. Cho nên bây giờ muốn phục hồi thanh tịnh khó lắm. Kỳ thật tất cả đều là hư vọng. Thời gian tồn tại của một hạt quang tử rất ngắn. Mỗi hạt đều chẳng tương can, đều độc lập riêng. Chỉ cần quý vị buông bỏ thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Tiêu nghiệp chướng thật khó, sám hối chẳng dễ dàng. Là vì quý vị không hiểu rõ chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật, phục hồi thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Thanh tịnh bình đẳng giác vốn có đầy đủ trong tự tánh. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy,
tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Như Lai chính là tự tánh. Trí huệ chính là thường tịch quang. Trong lượng tử lực học gọi là lượng tử. Lượng tử có tiểu quang tử. Quang đó là ánh sáng của tự tánh. Đức ở đây ngày nay nói là năng lực, là tài nghệ. Năng lực là đức. Tướng hảo. Nói đến tướng hảo, đầu tiên sẽ nghĩ đến chính mình. Tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ, thân thể khỏe mạnh trường thọ. Mỗi mỗi đều là vô lượng thọ. Hiện nay quý vị mê, bản thân quý vị không biết. Chư Phật Bồ Tát giác ngộ, chư Phật Bồ Tát nhìn thấy quý vị là vô lượng thọ. Mỗi hạt tiểu quang tử đều là vô lượng thọ. Quang tử đốt cháy rồi, khi ý niệm này vừa hiện tiền thì lập tức bị tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt rồi nó sẽ đi đâu? Nó lại trở về thường tịch quang. Từ thường tịch quang sanh khởi, lại trở về thường tịch quang. Các nhà khoa học ngày nay đang nghiên cứu, đang thảo luận. Họ nói vũ trụ này chín phần mười vũ trụ không thấy nữa. Khoa học tìm không ra. Các nhà khoa học tìm được đại khái khoảng 10%, còn 90% hình như phồng lên. Phồng lên đến cuối cùng cũng không còn nữa. Sau cuối cùng không còn nữa, bởi nó trở về thường tịch quang. Đức Phật nói rất rõ ràng, họ còn đang hoài nghi. Thập quyền môn để cho họ giảng, giảng được thôi, chứ giảng không thấu triệt. Vì sao vậy? Bởi đó chẳng phải là cảnh giới của họ. Hiện tại vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ hoàn toàn chưa buông bỏ được. Chưa buông bỏ mà chứng được. Nếu là khoa học chứng được, vậy chúng ta có thể không cần học Phật học, mà học với các nhà khoa học là được rồi. Họ nói rất hay, nhưng họ không chứng được. Họ không được lợi ích. Nếu thật sự chứng được thì được lợi ích lớn. Học mà không dùng được, thông thường người ta gọi là quyền học. Quý vị không dùng được. Phật Pháp là khoa học. Khoa học và quyền học khác biệt nhau ở chỗ này. Quyền học là học rồi mà không dùng được. Nhưng Phật Pháp học rồi thì dùng được. Dùng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của quý vị. Dùng được là thế nào? Trong kinh Đức Phật dạy, lìa khổ được vui. Tam khổ, bát khổ đều đoạn hết. Không còn khổ thì quý vị được đại tự tại. Đại tự tại chính là lạc. Bản thân mình làm chủ được. Tự đức trong tự tánh là thường lạc ngã tịnh. Ngã có nghĩa là tự tại, là vĩnh hằng. Cho nên thân này không phải là ta. Thân có sanh diệt. Nó là hình tướng huyển hóa của vọng tâm. Nó không thật có.
Khi mê, thân này chết rồi, thân này diệt rồi, linh hồn thì bất diệt. Thân diệt rồi nó đi về đâu? Hiện tượng vật chất này đi về đâu? Hiện tượng vật chất vốn không có, thì nó đi về đâu chứ? Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: đương xử xuất sanh, tùy xử diệt tận. Sanh diệt đồng thời đồng xử, đồng thời đồng xử. Cho nên trong kinh nói đồng thời tương ưng chính là nghĩa này. Thập phương nhập nhất, nhập vào một sát độ, một sát độ nhập thập phương. Bổn tướng bất hoại. Vì sao bổn tướng bất hoại? Trong đây có công đức không gì sánh bằng. Công đức này là tự tánh, chỉ cho tánh đức. Dưới đây chúng ta thấy Hoàng lão cư sĩ đưa ra đoạn kinh nói về thập quyền trong bổn kinh. Bổn kinh trung Di Đà Bảo Hương Phổ Quân Nguyện Văn Dân, đây là nguyện thứ 43 trong 48 nguyện. Quốc độ sở hữu nhất thiết vạn vật, gia vị vô lượng bảo hương hợp thành, kỳ hương phổ quân thập phương thế giới. Đây là nguyện thứ 43 của Đức Phật A-di-đà, nói lên hiện tượng vật chất của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bỉ quốc giảng vật trung nhiệm hạ nhất vật, giai di vô lượng bảo hương sở thành. Dĩ vô lượng hương nhập ư nhất vật, biểu nhất thiết pháp nhập ư nhất pháp, biểu nhất đa tương dung. Nhất pháp giả bất hoại. Thực tế mà nói, những sự việc này ở ngay trước mặt, chúng ta dùng tâm tư duy và quan sát, cũng không rời vọng tâm. Khởi tâm động niệm chính là vọng tâm, vọng tưởng. Vẫn dùng phân biệt chấp. Nói cách khác, chúng sanh trong lục đạo đều do thức A-lại-da biến ra. Không hiểu rõ chân tướng sự thật, tưởng A-lại-da là chân tâm. Sai lầm lớn nhất là ở chỗ này. Chỗ này sai lầm thì tất cả đều sai lầm. Nhất giác, nhất thiết giác, nhất mê, nhất thiết mê. Chúng sanh và Phật, ngoài sự mê ngộ ra thì không có gì chẳng tương đồng. Vì sao tất cả muôn vật ở thế giới Cực Lạc
đều do bảo hương hợp thành. Trong tánh đức vốn sẵn có đầy đủ bảo hương, kiến tánh rồi không mê hoặc, thì tánh đức tự nhiên hiển lộ. Sống ở trong môi trường như thế, chúng tôi thường nói người này được đại tự tại. Vì sao tự tại? Bởi ngửi được bảo hương. Dùng ngôn ngữ của chúng ta mà nói là sự gia hộ của bảo hương. Gia hộ có lợi ích gì? Lợi ích thứ nhất, giúp quý vị chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Có được sự lợi ích như thế đấy. Bảo hương có thể nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng. Nuôi dưỡng được pháp thân huệ mạng, quý vị nghĩ thử xem, không thể nuôi dưỡng được nhục thân của chúng ta sao? Chắc chắn được. Ngửi thấy bảo hương, những tế bào bệnh tật trong cơ thể của quý vị hoàn toàn biến mất, hoàn toàn phục hồi trở lại bình thường. Cho nên quý vị có thể thành tựu tướng hảo quang minh như Đức Phật A Di Đà, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Thân vô lượng tướng, tướng vô lượng tốt. Chẳng phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là nói đến con người trên quả địa cầu này. Khác với tướng đó. Cũng có nghĩa là lục trần trong quốc độ của Đức Phật, sắc thanh hương vị xuất pháp đều được lưu xuất từ tự tánh. Dĩ nhiên là nhất đa tương dung vô ngại. Danh từ nói trong tự tánh là kiến văn giác tri. Mê rồi thì biến thành A-lại-da. Tâm và tâm sở của A-lại-da đều có đầy đủ thọ, tưởng, hành, thức. Chuyển tám thức thành bốn trí. Người này chẳng những không ở trong lục đạo, cũng chẳng ở trong mười pháp giới, mà sanh về thật bảo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Điều này chúng ta chẳng thể không biết. Biết được cảnh giới này trang nghiêm như thế, đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc mới thật sự khởi tâm muốn sanh về cõi đó. Thật sự muốn cầu vãng sanh, ý niệm muốn cầu vãng sanh đó có vô lượng công đức. Vì sao vậy? Bởi chắc chắn quý vị được vãng sanh. Nếu đối với thế gian, với thế giới hư vọng này không buông được, chẳng còn cách nào đâu. Quý vị lại tiếp tục ở trong lục đạo luân hồi. Hiểu được rõ ràng, minh bạch rồi, không còn muốn ở trong lục đạo luân hồi nữa. Tuy hiện tại thân còn ở trong lục đạo, làn sóng của mỗi ý niệm của chúng ta, Đức Phật A-di-đà
đều nhận được hết. Vừa khởi một niệm là châu biển pháp giới. Sao Đức Phật A Di Đà không biết được? Mười phương ba đời tất cả chư Phật cũng biết được. Quý vị lập thệ nguyện, nguyện sanh tịnh độ, nguyện thành Phật đạo, nguyện độ chúng sanh. Nguyện độ chúng sanh này vô cùng quan trọng, bởi nguyện này mới thật sự là đại thừa. Đại thừa không vì mình. Vì sao mình thành tựu? Mình thành tựu là vì chúng sanh. Chúng ta tu là vì tất cả chúng sanh khổ nạn mà tu, chứ không vì mình. Cho nên tinh tấn không giải đại, không có mình. Vì chư Phật Như Lai. Sao phải vì các ngài? Bởi niệm niệm của chư Phật Như Lai là nghĩ đến chúng sanh, cũng bao gồm cả ta ở trong đó. Mình phải báo đáp ân của ngài như thế nào, làm thế nào để không cô phụ sự kỳ vọng của ngài. Đó chính là sanh về thế giới Cực Lạc. Đức Phật nhìn thấy rất hoan nghênh quý vị. Ngài nói, cuối cùng con đã trở về, các con lưu lạc trong lục đạo luân hồi vô cùng vất vả. Lần này các con trở về rồi, thật là may mắn. Trong cuốn Đại Thế Chí Viên Thông Chương miêu tả như mẹ nhớ con. Đức Phật A Di Đà giống như từ mẫu vậy, hàng ngày nhớ nghĩ đến chúng ta. Chúng ta thật sự phát tâm trở về, ngài rất hoan hỷ. Ngài hoan hỷ nên Phật quang gia hộ quý vị, bảo hương gia hộ quý vị, chưa từng bao giờ bị gián đoạn. Tự tánh pháp cũng như vậy, không thể bị gián đoạn. Chúng ta thật sự hiểu rõ rồi, quý vị nghĩ xem, sự an ủi này to lớn biết bao. Lục hòa rất khó, khó vô cùng. Hai người sống với nhau đều đưa ra ý kiến riêng, không thể hòa được. Bốn người hàng ngày chẳng phải muốn đánh nhau đó sao? Thật sự hiểu được chân tướng sự thật, tự nhiên sẽ hòa thôi. Vì sao vậy? Bởi họ buông bỏ hết. Người xưa thường nói, ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Người thật sự hiểu rõ thì sẽ làm được. Vì sao họ không tranh không cầu? Bởi họ biết tất cả đều là giả, chẳng phải chân. Chắc chắn cầu không được. Trong kinh Bát Nhã nói rất hay, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Đã nói lên chân tướng sự thật này. Vì sao khuyên quý vị buông bỏ? Đạo lý nằm ở chỗ này. Quý vị muốn tranh, quý vị muốn cầu, tâm quý vị bị nhiễm ô. Quý vị tự tư tự lợi, có tự tư tự lợi thì không có tâm bình đẳng. Mê lầm không giác ngộ, gọi là chúng sanh. Đức Phật giúp chúng ta khiến chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết được buông bỏ là đúng, vĩnh viễn buông bỏ. Cho nên đạo Phật nói xả đắc có hai nghĩa. Quý vị xả là bố thí, là cúng dường.
Quý vị tu tài bổ thí chắc chắn được giàu có. Càng thí càng nhiều. Quý vị tu pháp bổ thí chắc chắn được thông minh trí huệ. Tu thí vô úy chắc chắn được mạnh khỏe sống lâu. Điều này Đức Phật dạy chúng sanh mê lầm không giác ngộ trong lục đạo. Trong tâm có dục vọng muốn mong cầu, cho quý vị biết phương pháp hữu cầu tất ứng này. Không có gì chẳng cầu được. Vì sao quý vị không dùng phương pháp chính đáng để cầu? Quý vị dùng phương pháp sai lầm, dùng phương pháp phi pháp, đó gọi là tà pháp. Những điều đạt được là ở trong vận mệnh của quý vị. Quý vị nghĩ xem, có oan không? Trong vận mệnh không có thì cầu cách nào cũng chẳng đạt được. Chúng ta cầu Phật Bồ Tát, chứ Phật Bồ Tát cảm ứng giúp ta đạt được vẫn là do chính quý vị tu. Bản thân quý vị không tu, chứ Phật Bồ Tát cũng chẳng thể giúp được gì. Ái tác dụng của tâm và tâm lý là thuộc về pháp hữu vi. Sát pháp là chỉ cho thân thể của chúng ta, là vật chất, hết thảy tất cả vật chất đều gọi là sát pháp. Hiện nay chúng ta nói là tinh thần giới, vật chất giới. Còn bao gồm khái niệm trừu tượng. Khái niệm trừu tượng ở trong bách pháp gọi là bất tương ưng hành pháp, chính là ngày nay chúng ta nói là khái niệm trừu tượng. Thời gian chúng ta nói là một khái niệm trừu tượng. Phương hướng chúng ta nói đông tây nam bắc cũng là khái niệm trừu tượng. Xin nói với các vị, chúng ta nói được mất, được mất cũng là khái niệm trừu tượng, không phải là thật. Tất cả những thứ này đều thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì có sanh, có diệt. Tâm của chúng ta khởi tâm động niệm có sanh có diệt, hết thảy tất cả hiện tượng, hiện tượng vật chất sát na sanh diệt là pháp hữu vi. Cái gì là pháp vô vi? Vô vi là pháp không sanh không diệt, là pháp vô vi. Ở trong thế giới cảm quan của chúng ta chỉ có hư không là thuộc về pháp vô vi. Hư không là không sanh không diệt. Bầu trời 3.000 năm trước thời của Thích Ca Mâu Ni Phật cùng với bầu trời 3.000 năm sau chẳng khác nhau. Tất cả hiện tượng đều thay đổi ở trong đó. Duy chỉ có hư không là không có sự thay đổi. Cho nên hư không thuộc về pháp vô vi. Nhưng mà pháp vô vi này chúng ta gọi là pháp vô vi tương tự, bởi vì nó không có hiện tượng sanh diệt. Pháp vô vi thật sự là chân như bổn tánh. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thường xuyên đề khởi. Mỗi giờ mỗi phút đều nhớ, thì sáu căn của chúng ta sẽ không bị sáu trần mê hoặc. Chân thật lời của cổ đức nói thật sự là có đạo lý. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Bạn phải giác cho nhanh, nhất định không để hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Cái này là công phu, bạn thật sự phải học được. Mắt không để sắc chi phối, tai không để âm thanh chi phối, lưỡi không để vị chi phối. Ở trong cuộc sống hàng ngày của bạn, chính bạn phải biết tu. Nhìn thấy điều ưa thích thì muốn nhìn lâu một chút, tiêu rồi, bạn là phàm phu, không phải là thánh nhân. Nghe được chuyện ưa thích thì đứng lại nghe nhiều một chút. Món ăn hợp khẩu vị thì ăn nhiều thêm một chút. Đây là phàm phu, đây không phải là người tu hành. Người tu hành công phu ở tại chỗ nào? Chính là tại chỗ này.
không bị sáu trần chuyển. Cho nên cái này được gọi là nhẫn. Nếu bạn có thể nhẫn, nhẫn lâu rồi thì biến thành định. Vậy là bạn được định. Định sẽ sanh trí huệ. Trí huệ của bạn mới khai. Trí huệ khai rồi thì tất cả pháp thế xuất thế gian không cần phải học, thì tự nhiên cũng thông đạt, biết rõ, hơn nữa một chút sai lầm cũng không có. Cho nên chúng ta dùng công thì ở trong cuộc sống hàng ngày, mặc áo ăn cơm, đối người tiếp vật, chính là ở chỗ này mà dùng công. Điều nên là học tùy duyên, không phan duyên. Bị cảnh giới chuyển, phan duyên. Không bị cảnh giới chuyển thì là tùy duyên. Đây là nguyên tắc, nguyên lý tu hành chân thật. Chúng ta phải hiểu. Đây là ba loại nhẫn. Phía sau vẫn còn bảy loại nhẫn nữa. Bảy loại nhẫn này cũng không khó hiểu. Thứ tư là như huyễn nhẫn. Vì cho chúng ta nhìn cái thế gian này, nhìn sáu cõi, nhìn mười pháp giới. Huyễn là gì? Giống như nhà ảo thuật đang diễn ảo thuật vậy. Xem thì giống như là thật vậy, nhưng trên thực tế là giả, không phải là thật. Như nhà ảo thuật đang diễn trò ảo thuật. Thứ năm là như diệm nhẫn. Diệm là ngọn lửa. Ngọn lửa chúng ta biết nó luôn cháy, nó luôn hoạt động, không dừng lại, nó không phải là thật. Thứ bảy là như hưởng nhẫn. Chữ hưởng này cùng với âm hưởng nhẫn phía trước là không như nhau, ý nghĩa không như nhau. Chữ hưởng này là âm thanh vang lại ở trong khe núi. Chúng ta đi vào trong khe núi, hú một tiếng, âm thanh sẽ vang trở lại, gọi là hồi âm. Hay nói cách khác, cả thể đều không phải là sự thật. Thứ tám là như ảnh nhẫn. Ảnh là hình ảnh hiện tại. Mọi người đều có sự nhận biết tương đối sâu sắc. Mỗi ngày bạn xem phim là hình ảnh, truyền hình là hình ảnh, nghe đài truyền thanh đó là âm thanh, đều không phải là sự thật. Thứ chín là như hóa nhẫn. Hóa là làm cho biến hóa. Cuối cùng là như không nhẫn. Đây là 10 loại nhẫn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Ở trong Kinh Phật có nói với chúng ta, nếu chúng ta có duyên nghe được pháp chân thật của Phật nói, Phật nói Kinh Kim Cang chính là pháp chân thật. Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ cũng là pháp chân thật. Là nói y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kinh Kim Cang là giảng cho chúng ta về lý. Kinh Vô Lượng Thọ là giảng cho chúng ta về sự. Lý là lý trong sự. Sự là sự trong lý. Lý sự là một, không phải là hai. Chúng ta nghe nói sự thì phải hiểu lý bên trong. Nghe nói lý trong kinh thì phải hiểu được hiện tượng ở trong cái vũ trụ này. Không thể nào nghiêng về một bên. Nghiêng về một bên thì bạn sai rồi. Cho nên bất luận Phật giảng là lý hay là sự, chúng ta nghe rồi mà chẳng kinh hãi chút nào, chẳng e sợ, sau đó mới có thể tin giải thọ trì.
Sau khi tin giải hành thì được khế nhập, thì rất là tự nhiên. Bạn sẽ vì người diễn nói, diễn chính là thật sự đã làm được rồi. Việc này không cần người khác khuyên bạn, tự nhiên là bạn biết đi diễn nói. Vì sao vậy? Giúp cho tất cả chúng sanh có duyên được giác ngộ. Còn chúng sanh không có duyên, nhìn thấy bạn diễn nói nhưng trong lòng không cảm động, họ cũng không nhận ra được, cũng không có cách để thể hội. Đó là do nghiệp chướng quá nặng rồi. Đây gọi là không có duyên. Người nghiệp chướng nhẹ, sau khi thấy bạn diễn nói, họ sẽ cảm động. Họ xem rồi thì cảm động. Cảm động có sâu, có cạn. Người cảm động sâu nhất định sẽ y giáo phụng hành, họ sẽ học theo bạn. Đó là người cảm động sâu. Chúng ta biết được đây là thiện căn đã chín mùi. Cảm động cạn, tuy là có cảm động nhưng vẫn không thể y giáo phụng hành. Chúng ta biết rằng thiện căn tuy là có xúc động, mức độ vẫn còn kém. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh mà làm nhiều kiểu thị hiện, xưa nay chưa từng ngừng nghỉ. Vậy thì chư Phật Bồ Tát có mệt hay không? Chúng ta không cần phải lo lắng, các ngài chẳng biết mệt gì. Tại vì sao các ngài không mệt vậy? Vì các ngài vô ngã. Còn tại sao chúng ta bị mệt vậy? Vì chúng ta có ngã. Hôm nay tôi làm nhiều việc như vậy, mệt rồi. Ý niệm này vừa khởi quả nhiên thì liền bị mệt. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên chư Phật Bồ Tát, bất luận là thị hiện tướng cũng được, biểu diễn cũng được, thuyết pháp cũng được, từ xưa đến nay các ngài chẳng biết mệt, không bao giờ biết mệt mỏi. Như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, mỗi một nguyện sau cùng có một câu không hề mệt chán. Tại vì sao không hề mệt chán? Vô ngã. Vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Cho nên các ngài không biết mệt. Sự biểu diễn thuyết pháp của các ngài, tất cả các việc làm, làm mà không làm, không làm mà làm, các ngài làm mà không làm cũng chỉ là một việc. Phàm phu chúng ta thì không được. Làm và không làm là hai sự việc. Lúc nào mà chúng ta làm và không làm trở thành là một việc, đây gọi là nhất chân pháp giới. Chúng ta không vào được nhất chân pháp giới, chính là làm và không làm là hai sự việc, là rơi vào hai ba. Đây là phàm phu. Phàm phu cùng thánh nhân khác nhau ở tại chỗ này. Cổ Đức nói, Bồ Tát thì học tùy thuận tịch tỉnh. Đây là Bồ Tát quán hạnh gì? Công phu đã đắc lực, các ngài thực sự làm, trong tâm của các ngài quán các pháp đều thanh tịnh bình đẳng. Đây là chúng tôi trong bao nhiêu năm nay tổng kết cương lĩnh sự giáo học của Phật Pháp Đại Thừa. Tất cả pháp thanh tịnh bình đẳng, đây là nói điều gì? Chúng ta thông thường nói mười pháp giới. Mười pháp giới thanh tịnh bình đẳng, làm sao mà bạn nhìn ra được? Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày có thể quan sát từ việc nhỏ.
Người thế gian tham tài, ham thích châu báu. Châu báu cùng gạch đá có gì khác nhau? Hiện nay các nhà khoa học hiểu được, thực tại mà nói là hoàn toàn như nhau. Hiện nay thông thường đều nói nguyên tử, điện tử, lạp tử, châu báu, kim cương cùng với đất cát. Bạn đem nó phân tích đến cuối cùng, phân tích đến nguyên tử, điện tử, lạp tử, hoàn toàn là giống nhau, chỉ là phương thức sắp xếp nó khác nhau. Thông thường chúng ta nói là phương trình sắp đặt khác nhau. Ngoài cái điều này ra là như nhau, chẳng có khác nhau chút nào. Bạn từ ở chỗ này mà xem nó thanh tịnh bình đẳng, thì bạn sẽ không bị những thứ giả tướng này đánh lừa. Ở trong mắt của các vị, châu báu thì đáng quý, nhưng trong mắt tôi nhìn, nó và gạch đá chẳng có gì khác nhau. Tôi nhìn là chân tướng sự thật, tôi không có bị nó đánh lừa. Được hay mất hoàn toàn là giả. Năm 1977 là lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, cũng là gần 20 mấy 30 năm rồi. Lúc đó có một vị cư sĩ muốn tặng cho tôi một chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi bình thường thì không có đeo đồng hồ vì không có thời gian. Tốt, không có thời gian, không biết ngày tháng năm, cũng không biết thứ mấy. Vô cùng tốt. Mấy giờ rồi hoàn toàn cũng không biết. Bởi vì hiện nay mọi người đều đeo đồng hồ rồi, rất thuận tiện. Muốn hỏi giờ, mấy giờ rồi, họ sẽ báo cho tôi. Tôi cũng thấy tiện. Bà muốn tặng cho tôi chiếc đồng hồ, đương nhiên tôi không thể nào từ chối được. Đây là hảo ý của bà. Bà mời tôi đi cùng. Tôi đi để cùng với bà để chọn chiếc đồng hồ. Trước tiên bà đến ngân hàng để rút tiền. Sau khi rút tiền xong, tầng hầm của ngân hàng này là nơi có tủ bảo hiểm. Bà mời tôi đi tham quan. Bà có hai hộp châu báu. Hai hộp châu báu cất ở trong tủ bảo hiểm. Bà mở ra cho tôi xem. Bà muốn khoe cho tôi là bà có châu báu nhiều như thế này. Sau khi tôi xem xong, liền hỏi bà. Tôi nói bà chỉ có chút xíu như vậy sao? Thì bà vô cùng kinh ngạc. Bà nói, thưa Pháp Sư, chẳng lẽ ngài có nhiều hơn hả? Tôi nói tôi có quá nhiều, đếm không xuể. Bà lại hỏi, để ở đâu vậy? Số châu báu này, bà không dám để ở trong nhà. Để trong nhà thì sợ người ta ăn trộm, sợ người ăn cướp, lại càng không dám đeo ở trên tay. Đeo trên tay thì sợ người ta chặt tay, nên phải thuê tủ bảo hiểm để cất giữ của báo, rồi lấy ra nhìn xem, sờ mó, nghĩ cho báo này là của mình. Vậy thì không phải tôi có quá nhiều sao? Tất cả tiệm bán vàng, bà hãy theo tôi đi đến đó xem, bảo người ta đem ra cho tôi nhìn xem, sờ sờ rồi cất lại. Ở thế gian là có người đáng thương như vậy, có người mê hoặc điên đảo như vậy, là ngu si. Những thứ châu báu đó bà không biết đem đi bán để làm công đức, để làm việc tốt, đó mới thật sự là đồ của mình. Những thứ đó sanh ra không mang đến, chết chẳng mang theo, cho nên chỉ là để cho bạn ngắm nhìn mà thôi. Có gì hay đâu mà xem. Xem nhiều rồi cũng thấy bình thường thôi. Cho nên học Phật là học trí huệ, học giác ngộ,
đừng để bị những thứ giả tướng của thế gian này đánh lừa. Chúng ta có duyên để đi đến thế gian này, nên làm công đức chân thật. Công đức chân thật là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trong việc làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, việc quan trọng nhất là giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh giác ngộ. Cách duy nhất là mỗi ngày giảng dạy, mỗi ngày giảng dạy rõ ràng. Cả cuộc đời Thích Ca Mâu Ni Phật là làm công việc này. Cho nên lúc trước, khoảng năm 1983, tôi ở San Francisco. Tôi giảng kinh ở một khu chung cư dưỡng lão, giảng một tuần lễ. Từ ở nơi đó, tôi nảy ra ý niệm xây một thôn Di Đà. Tôi cảm thấy đạo tràng của thế kỷ 21 không phải là ở tự viện, am đường, mà là gì? Là chung cư dưỡng lão. Ở trong chung cư dưỡng lão này có hơn 400 người. Đa số là người già neo đơn. Chỉ có một số ít là vợ chồng. Cuộc sống vật chất của những người này thì chẳng thành vấn đề, đều do nhà nước chăm lo. Nhưng cuộc sống tinh thần thì không có. Cho nên giảng kinh ở chỗ đó, họ vui mừng vô cùng. Họ không có làm việc vì chẳng có việc gì để làm. Họ đều đến nghe kinh. Cho nên tôi cảm thấy đạo tràng của thế kỷ 21 phải là đạo tràng như vậy. Người về hưu đến niệm Phật, người trẻ không có thời gian học Phật, làm việc rất bận rộn, phải dốc sức. Nhìn thấy cuộc sống của họ thật đáng thương. Cả hai vợ chồng đều phải đi làm. Một người đi làm không đủ nuôi cả nhà, nên cả hai người đều phải đi làm. Cuộc sống rất vất vả. Nước Mỹ là quốc gia lớn nhất trên thế giới. Bạn xem, người dân thường, tuyệt đại đa số của họ rất vất vả. Cho nên ý niệm thông Di Đà của tôi là bắt đầu ở tại nơi đó. Hiện giờ đã trôi qua mấy mươi năm rồi, nhưng mà người già học Phật thật sự là điều quan trọng nhất. Cho nên phải xây dựng thôn Di Đà ở nơi này. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, toàn bộ chung cư này sau khi xây dựng xong có thể chứa đựng được khoảng 400 người. Nơi đây có thể ở được 400 người, hàng ngày niệm Phật, ngày ngày nghiên cứu kinh sách. Sống ở nơi đây, đem những điều đã học áp dụng vào trong cuộc sống tư tưởng của chính mình, thì có thể nhập cảnh giới. Là việc tốt. Gần đây tôi ở Úc Châu, ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông có một số đồng tu đối với cách nghĩ này của tôi, các vị ấy rất là thích thú. Chúng tôi hy vọng ở Úc Châu xây dựng một thôn Di Đà. Hiện nay phạm vi của chúng ta đã mở rộng, không gọi là thôn Di Đà nữa, mà gọi là thôn đa nguyên văn hóa. Tương lai khi mà thôn này xây dựng xong, sẽ có không cùng chủng tộc, không cùng tín ngưỡng, bất luận là tín ngưỡng tôn giáo nào, chúng ta cùng sinh hoạt chung với nhau. Chúng ta xây dựng một thôn đa nguyên văn hóa. Ở trong cái thôn này, tôi có một cách nghĩ. Chúng ta sẽ xây dựng một nơi để dạy và tu học. Chúng ta sẽ xây chỗ này hình tròn, hơn nữa là một quảng trường, quảng trường hình tròn. Xung quanh quảng trường này sẽ xây giảng đường. Mỗi một tôn giáo xây một giảng đường. Ở Úc Châu có 12 tôn giáo, 12 cái giảng đường bao quanh cái vòng tròn lớn này của quảng trường. Chúng ta cùng với 12 tôn giáo cùng hoạt động chung ở trong quảng trường này. Cách giáo học riêng biệt thì ở trong phòng học của cá nhân. Chúng ta hy vọng không đồng tôn giáo, không đồng chủng tộc, mỗi người cùng sinh hoạt chung với nhau, tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Hãy xem thế giới có thể thống nhất hay không, có thể hòa bình hay không. Cho nên chúng ta xây dựng thôn đa nguyên văn hóa, hoặc là cộng thêm hai chữ hòa bình,
thôn Đa Nguyên, hòa bình, văn hóa, để cho mọi người đến xem thế giới hòa bình ở chỗ này của chúng ta. Điều này có ý nghĩa vô cùng. Úc Châu đất rộng người thưa, đất đai rất dễ mua, lại rẻ vô cùng. Không giống như ở đây, tất đất tất vàng. Hiện tại có mấy vị đồng tu gần đây đi qua bên đó để khảo sát. Trước tiên là đi xem sự nghiệp phúc lợi của người già Úc Châu. Họ có gọi điện thoại về cho tôi. Sau khi xem xong vô cùng vừa ý. Xem ra cái công việc này có thể thực hiện thành công. Công việc này làm thành công thì trên thế giới gọi là việc tiên phong. Chúng tôi hy vọng người già luôn nghe những điều mà trong tôn giáo của mình giảng, cũng nghe những điều mà tôn giáo khác nói. Hai bên tìm hiểu lẫn nhau mới thật sự có thể thực hiện được việc tôn trọng hợp tác lẫn nhau. Hy vọng cho người già, đó là nguyện vọng của tôi trong cuộc đời này. Đời người trong giai đoạn hạnh phúc nhất là lúc tuổi già. Lúc tuổi già hưởng phước. Người xưa thường có dạy cho thế hệ sau: tuổi trẻ thì hoài bão, tuổi già thì an nhàn. Làm sao để thực hiện đây? Ngày nay chúng ta thường xuyên suy nghĩ phải thực hiện cái công việc này. Chúng ta phải làm một tấm gương. Hy vọng toàn thế giới sự nghiệp phúc lợi của người già hiện nay đều được phổ biến, xem trọng, để họ đến tham quan cách làm của chúng ta như thế nào. Cách nghĩ của tôi là đem dưỡng lão, trường học, đại học cho người già, trường học, đa nguyên văn hóa, ba thứ này hòa hợp lại với nhau. Cho nên cuộc sống ở nơi này sẽ không cô đơn, rất náo nhiệt. Mỗi một tôn giáo đều có ngày lễ khác nhau, thường xuyên đón mừng lễ, thường xuyên hoạt động cùng với nhau, có ý nghĩa vô cùng. Thật vậy. Trong kinh đã nói ba loại nhẫn này đối với chúng ta quan trọng vô cùng: âm thưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn. Trọng yếu nhất là vô sanh pháp nhẫn. Tâm của chúng ta có thật sự là thanh tịnh, bình đẳng, chân thành, chánh giác, từ bi đối xử với tất cả chúng sanh. Cái vấn đề này mới thật sự được giải quyết. Đoạn này chúng tôi xin giảng đến đây. Xin xem tiếp đoạn kinh văn sau đây. Phật cáo A Nan: như thị Phật sát, hoa quả thọ mộc, giữ chư chúng sanh, nhi tác Phật sự. Hoa quả thọ mộc đều là biểu pháp, có lý có sự. Ở phía trước tôi đã giới thiệu cho các vị rồi. Cái gì gọi là Phật sự? Hiện nay chúng ta thường xuyên nhìn thấy chùa chiền làm Phật sự. Là Phật sự gì? Cầu siêu cho người chết gọi là Phật sự. Điều này hoàn toàn sai lầm. Phật là trí huệ, là giác ngộ, giúp cho chúng sanh khai trí huệ, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ thì gọi là Phật sự. Cho nên năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, tự mình làm thân giáo, dùng hình ảnh của bản thân Ngài, vì tất cả chúng sanh mà thị hiện, làm cho chúng sanh sau khi tiếp xúc thì được giác ngộ. Đây là Phật sự. Ngoài ra còn một việc nữa là mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp. Đây là nhĩ căn của chúng sanh. Ở thế giới ta bà dễ độ nhất, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cho nên Phật mỗi ngày vì mỗi người giảng giải rõ ràng. Bất kỳ người nào cũng có thể ở trước Phật nêu ra câu hỏi,
chẳng kể là câu hỏi gì, Phật đều trả lời cho bạn. Vô ngại biện tài, giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh khai trí huệ. Vì này gọi là Phật sự. Chúng ta nhất định phải giải nghĩa cho chính xác, không thể hiểu sai. Đoạn kinh sau cùng, Công Quy Di Đà. Cái công đức này cuối cùng đều quy về A-di-đà Phật. Thử giai vô lượng thọ Phật, vô lượng thọ Phật chính là A-di-đà Phật. Oai thần lực cố, bổn nguyện lực cố, mãn túc nguyện cố, minh liễu kiên cố, cứu cánh nguyện cố. Đây là điều chúng ta phải học. Chúng ta ngày nay ở trong cái thế gian này, ở tại đây vào lúc này, muốn làm Phật sự, động lực của chúng ta chính là mấy câu nói này. Oai thần lực thì chúng ta không có, chúng ta phải cầu oai thần lực gia trì. Điều này chúng ta có thể làm được. Chúng ta phải có nguyện, phải có nguyện lực. Chúng ta phải có minh liễu, phải có kiên cố, phải có cứu cánh nguyện. Dùng nguyện này nhất định sẽ cảm được chư Phật hộ niệm. Cảm được rất nhiều người ở thế gian này có trí huệ, có phước báo, có năng lực, họ sẽ đến hỗ trợ, sẽ giúp đỡ cho bạn. Hy vọng là người làm cái công việc này sẽ nhiều. Không phải là không có, không có người làm. Chúng ta thật sự chịu phát tâm đi làm, làm sao mà không có người? Gọi là người chí đồng đạo hợp, nhất định là họ sẽ đến hỗ trợ. Cái công việc này có thể thực hiện thành công, có thể làm viên mãn. Trong nhiều năm qua, với kinh nghiệm của tôi, đều có thể chứng thực. Sự thành tựu của cư sĩ Lâm, chúng ta tận mắt chứng kiến được. Sự thành tựu của những đạo tràng ở nơi khác đều không phải là sự ngẫu nhiên. Tôi thật sự giác ngộ, bạn mới có thể duy trì được niệm thứ nhất. Vĩnh viễn không rơi vào niệm thứ hai, thì bạn sẽ không rơi trở lại thành phàm phu. Đây chính là công phu mà chúng ta đã nói. Đây là giảng đạo, giảng tánh đức. Điều này là tất cả chúng sanh ai cũng đều có đủ. Hơn nữa, ở trong cuộc sống hàng ngày đều sử dụng nó, mỗi ngày đều dùng nó mà không biết. Điều mà bạn đã biết chính là tập tánh của bạn. Chân tánh thì quên mất rồi, mê mất rồi. Cho nên Phật dạy chúng sanh là dạy điều gì? Khôi phục lại tự tánh mà thôi. Cho nên Phật nói lời chân thật, nói lời chân thật. Trên kinh Bát Nhã, Phật không độ chúng sanh. Bạn vốn dĩ là Phật, không phải Phật giúp cho bạn thành Phật. Bạn vốn dĩ là Phật. Phật chẳng qua chỉ là tăng thượng duyên cho bạn mà thôi. Phật đối với chúng sanh, thực tại mà nói, chẳng có giúp đỡ được điều gì. Chỉ tăng thượng duyên mà thôi. Xin nhắc một chút, bạn là tự mình tự giác ngộ, tự mình tu hành chứng quả. Cho nên tự ngộ tự độ, đây là lời chân thật. Phật thật sự là một vị lão sư tốt. Lão sư dạy học trò, học trò thành tựu rồi, học trò tự mình dụng công, tự mình phấn đấu nỗ lực, họ mới có thể thành công. Lão sư không có cách giúp đỡ họ, lão sư chỉ là giúp họ tăng thượng duyên. Bản thân họ phải thật hồi đầu, bản thân phải chịu nỗ lực, chịu phấn đấu. Học Phật, thành Bồ Tát, thành Phật cũng là như vậy. Cho nên lão sư rất là khiêm nhường, rất nhã nhặn. Bản thân Ngài chẳng có kể công, nhưng mà Ngài đã chỉ bảo cho chúng ta sự giúp đỡ này là vô cùng to lớn. Chúng ta phải biết ơn vô cùng. Nếu như không có sự chỉ bảo của Ngài, chúng ta sẽ vĩnh viễn không giác ngộ, sẽ vĩnh viễn không biết chân tánh của cái niệm thứ nhất. Không biết được, vĩnh viễn mê ở niệm thứ hai, niệm thứ ba, càng mê càng sâu.
sâu không thể rút ra được, vĩnh viễn trầm luân trong biển khổ. Phật dạy cho chúng ta phục hồi tự tánh cũng nên làm từ từ. Cho nên Bồ Đề Đạo Tràng, cái câu này nên dùng trong lời hiện tại để nói là A-di-đà Phật đang ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đào tạo nhân tài, trung tâm dạy học giáo hóa chúng sanh. Cái trung tâm dạy học này thành lập ở khắp nơi, đối với đại chúng giảng sanh mang đến lợi ích rất là lớn. Không cần phải vất vả bôn ba ở chốn xa xôi, đạo tràng ở ngay trước mặt của bạn. Đây là công đức không thể nghĩ bàn. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta rốt cuộc vẫn là ở trong thế giới ta bà, ở trong ngũ trược ác thế. Hiện nay cái thế gian này, các vị có thể thể hội được trược ác đến cùng cực. Trược là nhiễm ô, ác là tạo ác nghiệp, khởi tâm động niệm đều là ác nghiệp. Trong xã hội có người nào khởi tâm động niệm mà không phải là tổn người lợi mình? Điều này thật là kinh khủng, hoàn toàn sai rồi. Quá sai so với chuẩn mực rồi. Thế xuất thế gian, đại thánh đại hiền đến để nói với họ về chánh pháp, họ nghe không lọt tai. Có một số người, có rất nhiều người là giáo sư đại học, các vị học giả, sau khi nghe rồi thì như thế nào? Lắc lắc đầu, ước vọng, chỉ là ước vọng, không sát với thực tế. Cái gì là thực tế? Tổn người lợi mình là thực tế. Nghĩ xem có cách nào để tiền của người ta lọt vào trong túi của mình là thực tế. Bạn nói xem có cách nào hay không? Chúng sanh khó độ, chúng sanh thật sự là mê hoặc điên đảo. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh thì chẳng biết tí gì. Nói với họ, họ cũng chẳng tin. Cái thế gian này, trong nước, ngoài nước, không quản là dân tộc nào, không quản là tín ngưỡng, tôn giáo nào, thấy tiền là sáng mắt. Người nào mà không cầu tài? Cầu tài thì tâm bất chánh, cầu tài thì hành vi sai lầm. Điều mà họ đã cầu được, họ tự cho là rất thông minh. Tôi đã làm quan lớn rồi, có được tài sản rồi, tự cho rằng mình rất thông minh, có tài năng, chẳng ai sánh bằng mình. Nhưng trên thực tế, trong con mắt của người thật sự giác ngộ nhìn, thì họ đã bị thua lớn rồi. Cái mà bạn đã tìm cầu được, công danh bổng lộc của thế gian này, đều là do ở trong mạng của bạn đã có. Bởi vì tâm của bạn bất chánh, hành vi bất chánh, cái mà bạn có được đã mất hết phân nửa rồi, thậm chí còn bị mất đi hơn phân nửa. Trong mạng của bạn có 10 phần tài sản, nhưng trong đời này bạn chỉ hưởng được có 3 hoặc 4 phần. Bạn nói đi, có đáng tiếc hay không? Vì sao vậy? Tài sản có trong mạng của bạn không thể hưởng được trọn vẹn rồi, vì tâm của bạn là bất chánh. Tâm là dụng tâm bất thiện, thuật là phương pháp sai lầm, thủ đoạn sai lầm. Cho nên công danh bổng lộc của bạn bị giảm mất đi. Bản thân họ thì rất là đắc ý. Bạn nói xem có cách nào?
Cái này gọi là ngu si, cái này gọi là điên đảo. Trên kinh thường nói là điên đảo thất thường. Thánh nhân dạy người đi là con đường chánh. Cái mà bạn đã đạt được, đã hưởng thụ được, cho dù không thể hưởng thụ 100% trong mạng của bạn, có lẽ sự hưởng thụ đó đã có ở trong mạng, có thể là 70-80%. Nếu như hoàn toàn tin tưởng vào sự giáo huấn của Thánh Hiền, hoàn toàn làm theo, không những bạn có thể hưởng được 100%, mà có thể tăng thêm. Điều này chư vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn thì bạn sẽ hiểu được. Bạn nên nghiêm túc mà đọc kỹ thì bạn sẽ hiểu được. Thế suốt thế gian pháp đều không ra khỏi định luật của nhân quả báo ứng. Phật pháp cũng không thể ra khỏi. Cho nên Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Tám chữ này quá tuyệt vời. Tám chữ này đầy đủ để giáo hóa tất cả chúng sanh. 9.000 năm thời mạt pháp của Thế Tôn, bất luận là tại gia hay xuất gia, thật sự là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Đôn có ý nghĩa là gì? Thành khẩn, chân thành. Mục là hòa mục, dùng tâm chân thành của bản thân đối với mọi người, tất cả việc, tất cả vật, cùng với tất cả người, việc và vật sống chung hòa thuận, thì cả thế giới này vĩnh viễn sẽ không có xung đột. Thế giới hòa bình, vũ trụ hòa bình có thể thực tiễn, không phải là không thể thực tiễn. Thực tiễn ở chỗ nào? Thực tiễn từ chính bản thân của chúng ta. Bạn muốn tất cả mọi người đều có thể làm được điều đó, Phật Bồ Tát, thần tiên cũng làm không được. Cho nên chỗ uyên bác nhất của Phật pháp, chúng ta khâm phục sát đất. Phật pháp không mong cầu người khác, đối với người không yêu cầu, chỉ yêu cầu chính mình. Các cách dạy bảo này cao siêu, thế xuất thế gian chúng tôi không tìm thấy được. Người nào là Phật Bồ Tát, người nào là thiện tri thức, ngoại trừ ta ra thì tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, đều là Phật Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Mỗi một người, việc của họ làm đều là dạy cho chúng ta. Điều thiện mà họ đã làm cùng với điều nói trên kinh điển là như pháp, thì ta phải học theo họ. Họ đã làm tấm gương cho chúng ta xem, việc mà họ đã làm là bất thiện, đi ngược lại với điều này. Họ đã nói với ta, cái này không thể học, đều là thầy của ta. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Họ thể hiện cái quả báo đó cho chúng ta xem. Lần trước tôi đi đến Hàng Châu. Hàng Châu chúng ta đều biết, mộ của Nhạc Phi chôn ở Tây Hồ. Chúng tôi lúc còn nhỏ có đọc được ở trong sách bức tượng đồng của hai vợ chồng Tần Cối đang quỳ trước mộ của Nhạc Phi. Mỗi một người đến nơi mộ phần của Nhạc Dương, đến trước mộ phần của Nhạc Dương cúi người lễ ba lễ. Còn đối với bức tượng đồng này thì nhổ vào bãi nước bọt. Người ác. Vợ chồng của Tần Cối là thầy giáo của chúng ta, là thiện tri thức. Họ quỳ ở chỗ đó là dạy cho chúng ta, tuyệt đối đừng học theo tôi, có phải là thầy giáo không? Nhạc Phi là dạy cho chúng ta mặt tốt, Tần Cối dạy cho chúng ta tránh điều xấu. Cả hai đều là thầy giáo tốt. Cho nên lúc tôi còn trẻ,
vẫn chưa có học Phật, tôi đã hiểu được cái đạo lý này. Có những đồng nghiệp cấp trên đang ngồi tán gẫu, nói đến tầng cối, tôi nói với họ rằng tầng cối hiện giờ đang ở trên trời hưởng phước. Mắt của họ trừng lên, con người ác độc đó xuống địa ngục thì có, làm sao mà lên trời hưởng phước được chứ. Tôi nói ông ấy đã làm một việc lớn như vậy, anh có biết hay không? Ông ta đã làm chuyện gì? Ngày ngày ông ta ở đó dạy cho mọi người đừng làm người gian, đừng có làm việc xấu. Anh nghĩ xem, ông ấy đã dạy được bao nhiêu người rồi. Cái công đức này các anh làm sao có thể tính đếm được chứ. Cho nên người thiện, người ác, cảnh thuận, cảnh nghịch, cái nào cũng đều là thiện tri thức, cái nào cũng là chỗ học của Bồ Tát, là Bồ Đề Đạo Tràng. Vấn đề là bạn biết hay không biết. Trí huệ của chúng ta mở ở chỗ nào? Đức hạnh của chúng ta xây dựng ở chỗ nào? Chính là ở những chỗ này. Chúng ta học được rồi, hàng ngày xem, hàng ngày nghe, ngày ngày tiếp xúc, học biết rồi. Người thiện thì hiện cho chúng ta học, chúng ta nhất định phải học cho tốt. Các hiện tượng ác thì hiện ra, chúng ta đều gọi họ là thị hiện. Họ thực sự không phải là ác. Thực sự là cái gì? Là bản tánh thiện. Họ chỉ là diễn kịch thôi. Một bên là diễn giai thiện, một bên là diễn giai ác. Chúng ta dùng cái tâm này để nhìn thế gian này, để nhìn tất cả mọi người, thì tâm của chúng ta sẽ bình thôi. Chúng ta ở trong cảnh giới thời thời khắc khắc đều đang học hỏi, họ đang biểu diễn. Chúng ta không thể nói đây là người thiện, đây là người ác. Không nên có cái tâm phân biệt này. Tâm của chúng ta là bình đẳng, đều là người tốt, đều là Phật, đều là Bồ Tát. Giống như diễn kịch vậy, họ đến đi biểu diễn, diễn cho mỗi một mình ta xem, độ cho mỗi mình ta. Chỉ mỗi mình ta là học trò, cả thấy đều là lão sư. Không những các vị này là lão sư, núi sông đất đai, cây cỏ hoa lá, hữu tình và vô tình, hết thảy đều là lão sư. Sáu trần thuyết pháp, cái thế gian này của chúng ta cùng với thế giới cực lạc có gì khác nhau? Không khác nhau. Vấn đề là do bạn có biết hay không biết. Bạn có thể ở trong cảnh giới đó mà sanh tâm quan hỷ, thường sanh trí huệ, không sanh phiền não. Con đường bạn đi là Bồ Tát Đạo. Gặp được thiện duyên, cảnh giới tốt thì sanh tâm quan hỷ. Trong tâm quan hỷ thì sanh tham luyến, phiền não sẽ khởi lên, bạn bị đọa lạc rồi. Ở trong nghịch cảnh ác duyên, bạn sanh tâm sân nhuế, không vui vẻ, được, bạn lại đọa lạc rồi. Bất luận là ở cảnh duyên nào, đường bạn đi là tam đồ ác đạo, bạn sai rồi. Cảnh giới ở bên ngoài không có thiện ác, vấn đề là bạn có biết hay không. Người mà biết được như vậy thì đi theo đạo Bồ Đề, niệm niệm thành tựu trí huệ, thành tựu đức hạnh, thành tựu tướng hảo. Người mà không biết, bất luận ở cảnh giới nào, bạn cũng sanh phiền não. Đường bạn đi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn đi con đường này, đây là tham sân si. Chứ gì nhất định phải nhớ kỹ, tham là đường ngạ quỷ, sân là đường địa ngục, ngu si là đường súc sanh. Làm sao bạn có thể đi con đường này được chứ? Trái ngược với tham sân si, ngược lại chính là giới định huệ. Giới định huệ là Bồ Đề Đạo, con đường thành đạo. Đều là ở chúng ta có biết hay không, cho nên đừng có chọn sai đường. Mấy ngày gần đây tôi nghe người ta nói trên đài truyền hình đã ngưng phát Kinh Hoa Nghiêm. Đây là ý kiến của chính phủ. Có người muốn đi gặp chính phủ để đề nghị. Không cần thiết, bạn đã bị cảnh giới chuyển rồi, bạn đã khởi tâm động niệm ở chỗ đó rồi, không tốt. Chính phủ cho phép việc phát hình, việc tốt, không cho phép phát cũng là việc tốt. Chẳng có cái nào mà không tốt. Cho nên tôi nói người người đều là người tốt, sự sự đều là việc tốt. Chúng ta hành Bồ Tát Đạo mà. Tất cả chúng sanh đối với việc tu học Phật Pháp đều có nhân duyên. Thời tiết nhân duyên chưa đến, không nên miễn cưỡng chút nào. Phật dạy chúng ta là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng ta hằng thuận chính phủ, điều này quá tốt. Chính phủ tại vì sao mà không cho phát hình? Vì họ chưa có nghe qua, chưa có tiếp xúc qua, họ không biết được cái điều này tốt.
Nếu như họ thật sự đã nghe qua, tiếp xúc qua rồi, tôi tin tưởng mỗi ngày sẽ phát 24 giờ đồng hồ. Điều này chính là lợi ích chân thật, công đức chân thật. Điều này nhất định phải hiểu được. Nho giáo vì chúng ta, nho cùng với Phật là như nhau. Cho nên tôi nói Thích Ca Mâu Ni Phật ứng hóa ở Trung Quốc chính là Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử. Có ai mà không phải là Phật Bồ Tát chứ? Đều là Phật Bồ Tát ứng hóa ra. Phụ tử dạy cho chúng ta ngũ luân bát đức, phải nên là tôi ở trên giảng tòa cũng thường hay nói đạo đức bắt đầu từ nơi đâu? Là vợ chồng. Đại đạo triệu đoan hồ phu phụ. Có vợ chồng mới có cha con, mới có anh em, mới có vua tôi, mới có bạn bè. Nó chính là nơi bắt đầu. Cổ nhân Trung Quốc đối với hôn nhân cưới hỏi là xem trọng vô cùng, lễ nghi vô cùng long trọng, vô cùng rườm rà. Tại vì sao phải làm như vậy? Nói cho bạn biết, không thể dễ dàng mà ly hôn. Nói cho bạn biết chuyện này. Cho nên lễ nghi phải long trọng như vậy đó. Việc ly hôn chính là phá hoại đạo đức. Hiện tại, người xem ly hôn là chuyện rất bình thường. Thật sự, chúng sanh tạo tác nghiệp tội, tội ly hôn là nặng hơn những tội khác. Bạn không chịu nghiên cứu, bạn không biết, nó sẽ phá hoại luân thường đạo đức, làm cho khoảng giữa vũ trụ, ở đây Phật Pháp chúng ta nói là tánh đức, làm cho cái gốc của tánh đức bị phá hoại rồi. Bạn nói thử xem tội này nặng bao nhiêu. Cho nên sự an định của xã hội, hòa bình của thế giới, cái gốc là ở đâu? Ở tại vợ chồng. Tôi vào khoảng nửa năm trước, vào tháng 3, tháng 4 năm nay, Đại học Queensland của Úc Châu, họ có một trung tâm nghiên cứu phòng chống xung đột, xúc tiến hòa bình. Trong trung tâm này có khoảng 20 giáo sư chuyên môn nghiên cứu vấn đề này. Sau khi sự kiện ngày 9 tháng 11 xảy ra, các vị giáo sư này tập hợp lại với nhau thảo luận vấn đề xung đột. Họ đã nghiên cứu 8 năm, xung đột càng lúc càng nghiêm trọng, số lượng càng lúc càng nhiều. Cho nên nghĩ đến chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng không thể giải quyết vấn đề, liền nghĩ đến việc dùng đạo đức. Phương pháp dùng tâm thương yêu để mà hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình, cái phương pháp này hay. Hiệu trưởng phái hai vị giáo sư thâm niên đến Tuwin Ba để gặp tôi, nói với tôi vì sự việc này của trường. Chuyện này tôi rất là hoan hỷ. Tôi nghe xong rất là hoan hỷ. Mời tôi cùng với họ tiến hành buổi tọa đàm. Tôi rất hoan hỷ, tôi liền đi. Trước tiên là nghe các vị giáo sư báo cáo. Sau khi nghe xong, tôi liền phát biểu. Cái sự việc này, thế giới ngày nay, cái vấn đề mấu chốt quan trọng thực sự là xung đột xuất phát từ chỗ nào, họ thì không biết được. Bao giờ cũng là quan hệ lợi hại được mất giữa các nước, dân tộc, tôn giáo. Họ đều nghĩ đến những điều này. Tôi nói đây không phải là cái gốc của xung đột. Muốn hóa giải xung đột từ chỗ này thì khó khăn vô cùng.
cái gốc của xung đột là chỗ nào? Ở trong gia đình. Gia đình là vợ chồng xung đột, cha con xung đột, anh em xung đột. Các bạn có nghĩ đến cái vấn đề này hay chưa? Sau đó tôi lại nói với họ, đây vẫn là không phải cái gốc thật sự. Cái gốc chân thật ở chỗ nào? Cái gốc chân thật là ở bản thân mình. Tự lợi cùng với lợi tha không phải là xung đột rồi sao? Khởi tâm động niệm là lợi ích của mình, không nghĩ đến lợi ích của người khác. Cho nên xung đột thật sự, người phương Đông của chúng ta nói, bản tánh xung đột với tập khí, đây mới chính là cái gốc. Người nào mà không có xung đột, Phật không có xung đột, Bồ Tát mới không có xung đột. Xin nói lại với các vị, Thanh Văn Duyên Giác không có xung đột. Nói lại cho dễ hiểu một chút, trong Kinh Kim Cang chúng tôi có xem được Tu Đà Hoàng không có xung đột. Vì sao vậy? Vô ngã tướng. Chỉ cần có ngã, ta và người sẽ đối lập. Đối lập là xung đột rồi. Xung đột là phàm phu, không có xung đột là thánh nhân. Cho nên chúng ta tu hành là tu ở chỗ nào? Nên đem nội tâm xung đột ở bên trong đem tiêu trừ. Bồ đề đạo là nên đi. Bên trong xung đột chính là phiền não tập khí, cùng với tánh đức tự tánh của bạn sẽ sinh ra xung đột. Điều mà Bồ Tát tu hành là sáu cương lĩnh. Các bạn hãy nghĩ xem, sáu cương lĩnh này của Bồ Tát chính là sáu ba la mật. Bố thí, bố thí độ tham lam, bố thí và tham lam xung đột với nhau. Trì giới và tạo nghiệp ác là xung đột với nhau. Nhẫn nhục cùng với sân hận là xung đột với nhau. Tinh tấn cùng với giải đãi là xung đột với nhau. Thiền định cùng với tán loạn là xung đột với nhau. Bát nhã cùng với ngu si là xung đột với nhau. Sự xung đột này hóa giải xong rồi chính là sáu ba la mật. Xung đột hóa giải không xong, đó là sáu điều phiền não lớn. Chúng ta có hiểu được đạo lý này hay không? Mà thật sự hiểu được cái đạo lý này, vì bạn tu ở đâu? Từ trong nội tâm đem những xung đột này hóa giải cho sạch, sau đó mới có năng lực để giúp đỡ cái thế gian này hóa giải vấn đề xung đột. Cho nên sau khi tôi nói chuyện với các vị giáo sư này, tôi có kiến nghị với họ. Tôi nói cái chương trình này nghiên cứu trong giảng đường đại học không có tác dụng, không thể giúp đỡ được xã hội này, không thể nào hóa giải tai nạn. Họ hỏi gì phải làm cách nào? Tôi nói chương trình này, chúng ta phải dùng chương trình giáo học tầm xa. Chương trình giáo học tầm xa của Úc rất là nổi tiếng, dùng mạng lưới Internet để dạy học cho mọi người trên toàn thế giới. Chúng ta dùng truyền hình vệ tinh để giảng dạy cho toàn thế giới. Tiêu đề trung tâm của chúng ta là 8 chữ. 8 chữ gì vậy? Cát hung họa phước, lợi hại được mất. Chúng ta chỉ nói trong 8 chữ này, nói với toàn thế giới 8 chữ này. Kiết hung họa phước của xã hội, lợi hại được mất của mỗi người. Nói rõ ràng, nói minh bạch rồi, chẳng có người nào mà không muốn tránh họa cầu may. Nhất định cần người giác ngộ. Không giác ngộ không được. Chỉ có số ít người giác ngộ thì việc hóa giải xung đột của thế giới này không có dễ rồi. Cần phải nhiều người giác ngộ. Cho nên ngày hôm đó tôi nói với các vị giáo sư, tôi nói bản thân chúng ta cũng có xung đột. Thế là họ liền nhíu mày, nhưng suy nghĩ không ra. Tôi nói giáo sư đều là rất thanh cao, cuộc sống đều không có giàu sang, nhưng các vị có tác quyền. Các vị giáo sư đều gật đầu. Mỗi vị giáo sư đều có tác quyền. Tôi nói đằng sau tác quyền của bạn có sở hữu bản quyền, đem in sẽ bị truy cứu. Đúng vậy, đó chính là xung đột.
có xung đột rồi. Vậy thì đúng rồi. Tự lợi của ta cùng với lợi tha là xung đột rồi. Chúng ta hôm nay muốn làm công việc hòa bình, trước tiên là phải hóa giải xung đột của bản thân. Sau này ở trên sách của bạn đừng có in những chữ đó nữa, nên in là quan nghênh Ấn Tống công đức vô lượng. Chúng ta nên làm tấm gương cho mọi người xem. Các vị giáo sư này rất thông minh, tôi vô cùng kính phục. Họ nghe lời của tôi nói đều đáp ứng, bỏ luôn bản quyền. Điều này không dễ dàng. Đồ vật tốt nên cùng với tất cả chúng sanh hưởng chung. Làm sao mà có thể giữ riêng chứ? Không thể có cái ý niệm này. Cái ý niệm này là sai lầm rồi. Cái ý niệm này nói lời chân thật, đời đời kiếp kiếp chỉ làm giáo sư nghèo mà thôi, không phát tài nổi. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Tôi nói chuyện với họ khoảng 50 phút, trường đại học liền quyết định mời tôi tham gia vào công tác nghiên cứu đề tài này của họ. Mời tôi làm giáo sư. Được. Hiệu trưởng nói với tôi rất nhiều điều hay. Cho nên cổ đức Trung Quốc nói rất là hay. Những lời nói này là ở trong Lữ Thị Xuân Thu. Có mấy câu nói: phàm sự chi bổn, tất tiên trị thân. Chúng ta học Phật đây là đại sự. Căn bản là ở chỗ nào? Ở chỗ đối trị bản thân. Đây là tổng cương lĩnh. Trị kỳ thân. Trị thân chính là giới luật. Trong Phật Pháp nói chính là giới luật. Trong nhà nho nói chính là lễ. Nhà nho là lấy lễ trị thân. Lễ là cái tiêu chuẩn. Việc làm lời nói, thân của chúng ta phải hợp với lễ. Nhà Phật gọi là giới luật, phải phù hợp giới luật. Đây là tiêu chuẩn, tiêu chuẩn để trị thân. Họ nói trị kỳ thân tắc thiên hạ trị. Bạn xem đây là hiệu quả. Nói đến chỗ này, trì giới là vô cùng quan trọng. Thành kỳ thân tắc thiên hạ thành. Thành là cái gì? Thành tựu đức hạnh của bản thân. Sự thành tựu này Phật Pháp chúng ta nói là chuyển phàm thành thánh, tu hành chứng quả. Bản thân bạn thành tựu rồi, người trong thiên hạ đều thành tựu. Cái ý nghĩa này rất sâu. Nói đơn giản một chút, bạn đã làm một tấm gương cho xã hội đại chúng, đã làm một tấm gương tốt. Người thông minh họ sẽ học theo bạn. Bạn là tấm gương của họ, họ sẽ học theo bạn. Trong Phật Pháp nói là người có duyên. Phật không độ người không có duyên. Người có duyên thì họ nhìn ra được, họ sẽ học theo bạn. Cái người này là đáng được độ. Cho nên cuối cùng Ngài nói là vi thiên hạ giả. Chúng phải nhĩ cho tất cả chúng sanh. Chúng ta bắt đầu làm từ đâu? Không phải ở chúng sanh, ở bản thân mình. Những lời nói này cùng với lời của Phật không khác nhau. Lữ Thụy Xuân Thu quyển sách này thành tựu vào những năm đầu của triều Hán. Lúc đó Phật Pháp vẫn chưa truyền đến Trung Quốc. Ở trong cái xã hội này của Trung Quốc không phải là không có thánh hiện, cùng với Phật Pháp chẳng có khác nhau. Cho nên phàm sự chi bổn chính xác là ở tại bản thân mình. Bản thân mình không thành tựu lại muốn thành tựu người khác. Ở trong kinh Phật thường nói vô hữu thị xứ. Cho nên quan niệm về luân lý nhất định phải thiết lập, nhất định phải tuân thủ.
có thể tuân thủ quan niệm luân lý. Bạn chính là Phật Bồ Tát ở thế gian này, đang biểu diễn giai chánh diện. Hiện nay mọi người đều dứt bỏ đi, đều không hiểu được. Làm sao có thể khôi phục lại sự dạy bảo của Thánh Hiền? Phải tự bản thân mình làm. Nói thì không có tác dụng. Nói xong mà bản thân làm không được, người ở bên cạnh bạn cười mà nói. Bạn nói được mà làm không được, người ta sẽ không học theo bạn. Người ta sẽ phập phồng lo sợ bị mắc bẫy. Bạn đang gạt tôi. Nếu thật sự đó là việc tốt thì bạn nhất định phải làm được. Nếu như tỉ mỉ mà quan sát lại, điều bạn đã làm cùng với điều bạn đã nói hoàn toàn trái ngược nhau, vậy thì tính tâm của họ hoàn toàn tan biến mất. Ngoài mặt đối với bạn lễ độ, sau lưng thì phê bình bạn, chẳng có chút giá trị gì. Bạn đang lừa dối tất cả chúng sanh. Cái tội này vẫn còn nhỏ. Lừa dối chư Phật Bồ Tát, cái tội này rất nặng. Chư Phật Bồ Tát không có ở trước mặt, chúng ta xem như Phật Bồ Tát quá ngây ngô. Đối với Bồ Tát bằng từng bằng đất này, bạn có ý đồ lừa dối Ngài. Bạn hãy nghĩ xem tâm của bạn thật đáng sợ dường nào. Cho nên luân lý nhất định phải tuân thủ. Đây là ở trong Phật Pháp Đại Thừa của Trung Quốc. Học tập Phật Pháp nhất định là trước tiên học Tiểu Thừa, sau đó học Đại Thừa. Trong giới kinh nói rất là hay, không học Tiểu Thừa trước khi học Đại Thừa thì không phải đệ tử Phật. Đây là lời của Thế Tôn nói. Ở Trung Quốc có thể nói, từ khoảng giữa đời Đường thì không có người học Tiểu Thừa nữa. Nguyên nhân là gì vậy? Nho và Đạo thay thế rồi. Các đồng tu học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều có căn bản của Nho học, có căn bản của Đạo học. Nho và Đạo đủ để thay thế Tiểu Thừa. Điều này có thể. Cho nên Đại Thừa Trung Quốc rất phát triển. Tu học Đại Thừa, sự thành tựu vô cùng rực rỡ, trong lịch sử của thế giới đều tìm không ra. Sự thành tựu thù thắng như vậy là có nguyên nhân. Ngày nay chúng ta đã mất Nho gia rồi, Đạo thì cũng mất luôn, Tiểu Thừa cũng không học nữa. Pháp Đại Thừa không có nền tảng, cho nên bạn không thể thành tựu. Nguyên nhân là tại chỗ này. Điều này chúng ta nhất định phải hiểu. Tu học Tiểu Thừa, chúng ta y theo lời của Ấn Quang Đại Sư dạy bảo như vậy là đủ rồi. Từ trong liễu phàm tướng huấn thật sự biết được nhân quả báo ứng. Đó là giáo dục nhân quả. Từ trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chúng ta học được tiêu chuẩn thiện ác. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Tiêu chuẩn tìm được rồi. Tìm được tiêu chuẩn, mỗi ngày kiểm điểm phản tỉnh, chuyển ác thành thiện. Dùng cái tiêu chuẩn này, ở trong An Sĩ Toàn Thư, ngoài việc tỉ mỉ tăng cường nhận thức cái tiêu chuẩn này ra, cuối cùng là khuyên chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cuối cùng vẫn là trở về với tịnh tông.